Em xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Đẹp Hải Dương của em ạ. Vâng, chiều hôm nay em xin phép lại được gửi tới quý anh chị và các bạn một chiếc xe rất là đẹp đây ạ. Nếu mà nói về dòng Vios số sàn thì chiếc xe Vios số sàn sản xuất năm 2017 này được đánh giá là một trong những chiếc xe thuộc hàng hiếm anh chị ạ. Tại vì em nó mới chạy có 5 vạn 9 chuẩn thôi anh chị nhé. Mới chỉ có 5 vạn 9 chuẩn thôi. Và lốp liền đời theo xe là còn nguyên cả một dàn. Và còn lốp còn rất là đẹp anh chị nhé. Lốp đun lốp luôn ạ. Đúng năm sản xuất 2017 luôn anh chị nhé. Đủ tất cả các lốp luôn. Đã, lốp zin chính hãng theo xe. Lốp đun lốp. Đấy anh chị thấy ạ. Thì để biết rằng là em Vios này nó là một hàng hiếm trong cái dòng Vios số sàn này. Bởi vì đa phần các dòng Vios số sàn là chạy rất là nhiều luôn. Tuy nhiên thì chiếc xe này là một chiếc xe gia đình sử dụng gia đình chuẩn luôn. Thế nên là em nó chạy rất là ít anh chị nhá. Tất cả trên chiếc xe Vios này là còn nguyên zin nguyên bản anh chị ạ. Ngoại trừ một cái là ghế nỉ nguyên zin thì bây giờ bác chủ bác đã lắp bộ ghế da từ mới rồi. Còn lại là tất cả là chiếc xe là nguyên zin nguyên bản và chạy có 5 vạn 9 thôi ạ. Đấy anh chị thấy chiếc xe này nó có thuộc hàng hiếm không ạ? Zin toàn bộ từ keo chỉ máy móc đến tất cả các chi tiết anh chị nhé. Đấy anh chị đây, đây lốp đây. Lốp đun lốp. Đủ tất cả các lốp nhá. Bốn lốp đều là đun lốp đầy đủ hết ạ. Và củ phanh còn rất là mới luôn. Đấy anh chị thấy không ạ? Một chiếc xe sử dụng rất ít. Thì như anh chị đã biết thì Vios nó được xếp vào dòng nồi đồng cối đá rồi. Một chiếc xe Vios mà chạy có 5 vạn 9 thì cứ coi như là 6 vạn đi thì nó là chạy quá là ít luôn. Đấy. Bởi vì dòng này quá là bền bỉ luôn anh chị ạ. Lại còn cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nữa. Đối với xe Vios 2017 ấy thì nó đã lên máy trắng rồi. Máy trắng là công nghệ Dual VVTi, điều phối van biến thiên thông minh cả van nạp và van xả. Thế nên là nó giúp cho xe là tăng công suất động cơ. Tăng công suất động cơ. Tiết kiệm nhiên liệu hơn. Và một điều nữa là chiếc xe Vios này thì bác chủ bác ấy đã lắp thêm đầy đủ đồ rồi nhá anh chị nhá. Trần thì đã bọc ni lông rồi. Ghế bọc lại ghế da rồi. Và trang bị màn Zetec xịn sò luôn, gần 10 triệu chiếc màn Zetec. Và trang bị camera hành trình cả trước và sau luôn. Đấy, rất là đầy đủ luôn. Vì là một chiếc xe gia đình thế nên là bác trang bị đầy đủ. Đây là cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe Vios này. Đấy, một đường hỗn hợp chỉ 5,8 lít trên 100 km thôi. Rất là tuyệt vời đúng không anh chị? Máy lại còn bền bỉ nữa. Chiếc xe này thì em xin phép giới thiệu với quý anh chị và các bạn, nó là em vừa mua ngày hôm nay xong. Và em không dọn dẹp gì nhá anh chị nhá. Đấy. Em quay mộc luôn ạ. Thế nên là đấy, anh chị thấy không ạ? Lốp trước là vẫn còn nguyên zin này. Đấy. Đây, lốp đun lốp đây. Và tất cả các thân vỏ là còn nguyên zin và em không dọn gì, cũng không cần phải sơn tỉa gì. Bởi vì bác chủ bác đi rất là giữ gìn nên là sơn thân vỏ, sơn xe là gần như là không có vết xước. Đấy. Một chiếc xe chính chủ từ đầu, mua từ mới luôn, biển 34 quê hương em. 18523. Đổi số tí nữa thì tí thành là đuôi 53. Đấy. Đây, bản E đây. Đèn riếc, cụm đèn riếc là nguyên zin và còn rất là trong và đẹp. Đấy. Nguyên zin nguyên bản luôn nhá anh chị nhá. Đấy. Lốp liền đời và lốp còn rất là mới đây này anh chị này. Đấy, bởi vì là lốp liền đời của dòng Vios này nó phải chạy được 11 12 vạn anh chị nhá. Rất là bền luôn. Và chiếc xe này thì mới chạy được có 6 vạn thôi, 5 vạn 9. Thế nên là coi như là mới chạy được một nửa đời dàn lốp thôi. Đấy, củ phanh còn rất là đẹp và mới anh chị nhá.
Đây, bây giờ em sẽ đi chi tiết vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này. Đấy, bác chủ thì bác ấy thích tông màu đen, thế nên là bác ấy đã trang bị một bộ ghế da tông màu đen. Ghế da rất là xịn sò anh chị nhá. Ghế da căng đét luôn ạ, và chất liệu da này anh chị này. Chất liệu da rất đẹp luôn. Đấy, bởi vì dòng xe Vios này thì nguyên zin nguyên bản của nó là ghế nỉ anh chị ạ. Nguyên zin nguyên bản đấy. Rất là cẩn thận nhá. Lúc nào trên xe cũng có khăn lau 3M để lau nội thất. Đấy. Trang bị cả gối tựa đầu này. Đấy. Chỉ có một chiếc xe gia đình và bác chủ bác chăm chút thì nó mới có cái nội thất mới và đẹp như này anh chị ạ. Đấy. Bên em về không hề dọn rửa gì nhá, không hề dọn nội thất luôn và cũng không cần phải sơn tỉa luôn anh chị ạ. Đấy, rất hiếm mà những chiếc xe mà em mua được chiếc xe mà về không phải dọn dẹp gì. Đấy anh chị ạ. Còn về chiếc xe này thì em cam kết với anh chị là cây số chuẩn. Cây số chuẩn và xe nguyên zin nguyên bản. Đấy, từ những con ốc bản nề đây này. Đấy. Xe sản xuất năm 2017 anh chị nhá. Toyota Việt Nam này. Đấy. Đấy. Đến tất cả những cái chi tiết như táp lô, táp ly này. Nguyên zin nguyên bản và rất là sạch đẹp luôn anh chị ạ. Những cái xe chạy dịch vụ thì không bao giờ có được cái nội thất như thế này luôn. Em khẳng định với anh chị có thể quan sát là những cái chỗ hốc riếc này. Đấy, những cái chỗ này, xe dịch vụ rất là bẩn luôn. Đấy. Xe về không dọn rửa gì mà nó đã đẹp như này rồi. Mà thực ra là nó đẹp như này thì em cũng không cần phải dọn dẹp gì cả. Đấy, anh chị thấy không ạ? Rất đẹp luôn. Phải nói là hiếm khi em mua được chiếc xe Vios mà nó lại đẹp như thế này. Đấy, ghế da này. Đấy, anh chị thấy không ạ? Xe không chạy dịch vụ, thế nên là ghế sau bên phụ này, hay là ghế bên phụ phía trước này, mặt ghế da nó còn căng đét luôn. Và các chi tiết như táp lô này, à táp ly này, đấy nó sạch đẹp thế này luôn. Không dọn rửa gì đâu anh chị nhá, không dọn rửa gì đâu ạ. Đấy, em mới gọi là rửa ra chạm rửa xe để rửa qua cái xe thôi, rửa qua vỏ xe thôi. Còn lại tất cả là nguyên zin nguyên bản như mua từ nhà trong nhà khách hàng ra. Đấy anh chị thấy không ạ? Táp ni nó đẹp thế này cơ mà. Không có một vết xước được luôn và rất là sạch sẽ luôn, không có vết bẩn luôn ạ. Đấy, bác chủ bác chăm xe lắm. Lúc nào cũng về đến nhà là bỏ xe ra lau. Đấy, em thấy bác chủ bác chia sẻ như thế. Yêu xe hơn yêu vợ. Yêu xe hơn yêu vợ cả. Đấy, anh chị thấy không ạ? Đây. Củ phanh nó còn đẹp thế này cơ mà. Đấy. Tất cả các lốp là liền đời theo xe nó hết nha anh chị nhá, đun lốp. Và lốp còn rất là đẹp luôn. Anh chị thấy dày không ạ? Đấy. Lốp liền đời theo xe mà nó còn dày như này thì để anh chị biết rằng là chiếc xe nó còn đẹp và giữ gìn thế nào. Chạy rất là ít luôn. 6 vạn đối với xe Vios thì là quá là ít rồi anh chị ạ. Một hàng phải nói là hiếm có khó tìm đấy ạ. Đối với dòng xe Vios số sàn, bởi vì Vios số sàn thì đa phần là chạy dịch vụ, chạy rất nhiều luôn. Một chiếc xe đẹp như thế này mà không có một lỗi gì luôn anh chị ạ. Nguyên zin nguyên bản luôn. Đối với Vios thì cốp của nó rất là rộng luôn. Đấy anh chị thấy không ạ? Cốp rất là rộng luôn. Đây. Lốp dự phòng cũng là liền đời theo xe anh chị nhá. Đun lốp này. Đấy, cả 5 lốp luôn. Anh chị thấy không ạ? Cốp đẹp luôn, không có một vết gì. Cốp rất đẹp luôn. Không có một vết gì luôn ạ. À, những bác chủ bác ấy đi xe giữ gìn thì kể cả đi lái xe bác ấy lái cũng rất là cẩn thận. Thế nên là ít khi xe nó bị va chạm lắm anh chị ạ. Giống như bác chủ sở hữu chiếc xe này đây. Anh chị thấy không ạ? Ốc cốp sau là nguyên zin, chưa một cái vết gì tác động của cái việc mở ra nhé anh chị nhá. Không hề có tác động gì của ngoại lực. Rất đẹp luôn. Đây. Khóa cửa cốp sau đấy ạ. Đây, ốc cốp sau đây anh chị thấy không ạ? Nguyên zin. Một chiếc xe Vios sử dụng ít ấy, anh chị đóng mở cái cửa vào anh chị sẽ thấy ngay. Đây, cụm đèn sau đây. Đấy, nguyên zin nguyên bản luôn ạ.
đây nhá, anh chị có thể check thoải mái nhá, bởi vì là bác chủ với bác ấy làm dịch vụ tại Tota Hải Dương luôn, bảo dưỡng tại Tota Hải Dương luôn. Đó. Những người cẩn thận thì toàn vào hãng làm thôi. Đấy anh chị thấy không ạ? Đây, nốp liền đời nó dày như này cơ mà. Đấy, tất cả các nốp rất là dày luôn và củ phanh còn rất là đẹp. Đấy. Xe Vios đi ít cái này, anh chị có thể chú ý, anh chị lưu ý giúp em những chiếc xe mà chạy dịch vụ ấy. Cánh cửa bên phụ nó đóng nó không chắc nịch thế này đâu. Đấy, anh chị đóng, anh chị cảm thấy. Em đóng cho anh chị xem nhé. Đây em đóng này. Đấy. Cái tiếng nó chắc lịch luôn, nó không kiểu dão đâu ạ. Để biết rằng là chiếc xe này sử dụng rất là ít luôn. Có hơn 5 vạn vạn rồi. 5 vạn 9, gọi là 6 vạn đấy. Tất cả các chi tiết là nguyên zin nguyên bản luôn anh chị ạ. Em thích nhất là cái nội thất của chiếc xe này, bác chủ bác đi bác cái sạch sẽ thật đấy. Trên xe toàn thế là khăn lau rồi anh chị ạ. Đấy. Này, khăn lau này. Khăn lau này, đấy, toàn khăn lau 3M xịn sò thôi. Bảo sao mà cái nội thất xe nó lại đẹp thế này. Đúng không ạ? Rất đẹp luôn, sạch sẽ luôn. Anh chị đây em quay cả cái sàn xe cho anh chị thấy. Cái sàn xe mà nó còn đẹp này, trải sàn xe đấy. Đấy. Còn đây là tấm ốp sàn nỉ theo xe này. Đấy. Đây, bác chủ bác đã trải sàn ra rồi. Đấy. Chiếc xe nó sạch sẽ, nó đẹp thế này cơ mà anh chị. Đấy. Rất là đẹp luôn. Tất cả những cái chi tiết này này, chỉ cao su này, ở bậc lên xuống này, những cái xe sử dụng nhiều cái chỗ này nó bẩn mà nó vết chân vết riết rồi nó xước xác. Đấy. Đây nhá anh chị nhá, quan sát anh chị biết ngay. Đấy. Nó đẹp thế này cơ mà. Đấy. Không về không phải vệ sinh riết gì luôn đâu anh chị ạ. Đấy, còn ốc bản lề là nguyên zin này. Đấy, anh chị thấy không ạ? Nguyên zin. Xe này em cam kết với anh chị zin 100% luôn. Rất đẹp luôn. Cái form Vios này thì rất nhiều anh chị tìm nhé. Và để tìm được một chiếc Vios số sàn đẹp thì không hề dễ dàng một chút nào luôn. Đấy. Ví dụ như chiếc này. Thế nên là giá nó cũng không hề rẻ đâu anh chị ạ. Những người mà đi xe đẹp giữ gìn thì khi người ta bán, bác chủ bác bán, bác ấy cũng không hề bán rẻ đâu ạ. Bởi vì cũng không có lý do gì để mua được rẻ xe của các bác đấy. Đây em vào nội thất bên trong. Cái ấn tượng đầu tiên nó là em thấy bác chủ bác trang bị một cái màn hình ZTEC xịn sò luôn. Cái màn hình này gần 10 triệu anh chị nhá. Nó đầy đủ các chức năng giải trí và đặc biệt của nó nữa là nó có cái hệ thống định vị dẫn đường rất là hiện đại. Có cảnh báo tốc độ trên đường luôn. Đúng không? Rất là hữu ích cho đặc biệt cho các anh chị mà hay đi đường dài, đường xa. Đến những cái khu vực mà mình không quen đường. Đấy. Anh chị theo ạ, đây. Các chức năng cơ bản giải trí có đầy đủ và đây nè. Chức năng. Đấy. Cái màn hình xịn sò rất tích này, cái cảm biến của nó rất nhạy luôn anh chị ạ. Đấy, đang định vị dẫn đường đấy. Đấy. Bác chủ bác còn trang bị camera hành trình xịn sò này cả mắt trước và mắt sau luôn. Đây. Bản đồ có rồi. Đấy. Cái vị trí mà em đang quay video để em gửi đến quý anh chị và các bạn. Đúng không ạ? Đấy. Có cả cảnh báo tốc độ luôn này anh chị này. Đấy, anh chị có sở hữu chiếc xe này cảm thấy đi đường nó có an tâm không? Rất là an tâm luôn. Màn hình sắc nét luôn đấy. Phải nói là cái màn hình này rất là đáng đồng tiền bát gạo, gần chục triệu cơ mà anh chị. Đấy, còn tiếp theo nữa là về cái vô năng của chiếc xe này. Đấy, anh chị có thấy là tìm được chiếc xe Vios nào mà vô năng nó còn đẹp thế này không? Từ những cái khóe này, khóe vô năng này, đến cái chi tiết mạ bạc này, nó chưa có một vết gì luôn anh chị nhé. Đấy. Bởi vì sao? Cái chất liệu nội thất của cái dòng xe Tota nó đã bền đẹp rồi. Mà lại được một cái bác chủ bác đi nó giữ gìn nữa thì phải nói là nó quá là bền bỉ luôn. Đấy. Cây số chuẩn anh chị nhá, ODO là 5.9403 km. Đấy. Chuẩn luôn anh chị nhá.
Trần thì bác cái chủ bác đã cẩn thận bác về bác bọc ni lông rồi, rất là sạch luôn, trên ni lông cũng chẳng có một cái vết gì anh chị ạ, không có vết bẩn vết riếc hay cái gì dính bẩn luôn. Đấy anh chị thấy là bác chủ bác giữ gìn không? Đấy, các chi tiết luôn rất là sạch đẹp, sạch. Đấy, anh chị thấy đây, anh chị thấy không ạ? À, cái xe mà bác chủ bác nào bác không giữ gìn là những cái khe riếc này, những cái khe riếc này rất bụi bẩn luôn. Anh chị đi xem xe anh chị biết đây. Anh chị đến anh chị xem chiếc xe này, anh chị không thấy có một cái vết gì của cái dầu bóng và về cái việc là dọn lại nội thất nhá. Tất cả các chi tiết luôn, và anh chị thấy là những cái khe riếc này nó sạch đẹp thế này cơ mà. Đúng không ạ? Đấy. Lúc nào cũng khăn xịn sò để lau xe này đấy, không phải là một chỗ khăn đâu. Đấy. Toàn thấy khăn thôi. Anh chị thấy không ạ? Phải nói là tuyệt vời đúng không ạ? Bác chủ bác ấy chăm xe kinh khủng. Đây, anh chị thấy các chi tiết này, nó những cái vết của trên những cái dấu này, cái vết mực này, nó không bị phai, chưa một cái chỗ nào nó bị phai luôn anh chị ạ. Đấy, sử dụng rất ít luôn. Đấy, gương chiếu ngoài, gương chiếu hậu ngoài thì tích hợp tính năng là gập điện và chỉnh điện rồi. Đấy, tất cả các chi tiết mạ bạc rất đẹp luôn. Đấy, rất đẹp luôn. Em quay cận cảnh luôn anh chị ạ. Cái chỗ bẩn nhất là những cái chỗ sàn này, hay những dưới những cái khe sàn này. Đấy, mà nó còn sạch đẹp thế này cơ mà anh chị. Đấy, cái chỗ bậc lên xuống này, anh chị thấy không ạ? Rất đẹp luôn. Đây, đây, chân phanh và chân côn đây, anh chị thấy không ạ? Cái xe sử dụng ít thì nó mới được cái chân phanh và chân côn như này. Cái xe sử dụng nhiều thì anh chị nhìn vào cái những cái chỗ này anh chị biết ngay. Đấy, đúng không ạ? Anh chị thấy không ạ? Chứ em không hề nói quá nên đâu ạ. Xe có như nào em tả như thế. Đấy, anh chị thấy không ạ? Sàn xe, các chi tiết, những cái chi tiết khe khe này, cái xe nào bẩn ấy, nhìn nó rất là bẩn luôn. Anh chị thấy, đây cái nỉ ở dưới sàn xe đây, anh chị thấy không ạ? Nó còn sạch như này, sạch như thế này cơ mà. Đấy, một chiếc xe rất là sạch đẹp luôn. Đấy, táp ly. Rồi, Vios thì không có gì phải tả nhiều. Vios chỉ cần xe chạy ít và nguyên zin nguyên bản nó là tuyệt vời rồi. Còn chiếc Vios này được cái nữa lại là bác chủ bác sử dụng rất là giữ gìn luôn. Rất là nhiều ưu điểm ở trên chiếc xe Vios này. Bây giờ em sẽ mở cái khoang động cơ. Khoang động cơ của chiếc xe này thì đầu tiên là lắp cabo của chiếc xe này là nguyên zin anh chị nhá. Nguyên zin luôn. Đấy. Ốc cabo zin tuyệt đối luôn. Đấy. Xe em không hề rửa rít gì đâu nhá. Đấy, cái tai đèn từ bên tai các thứ này. Các chi tiết này. Những cái này, đấy, anh chị thấy không? Nó không hề có một cái vết tác động gì của tô vít vào đây anh chị nhá. Đấy, anh chị thấy không ạ? Đấy. Đây. Đương nhiên là máy số về nguyên zin rồi, zin từ nắp dàn cò rồi. Máy Vios thì cực kỳ bền. Đấy. Mụn này, mụn cò này, nguyên zin nguyên bản luôn. Đấy. Động cơ dual VVT-i thì bắt đầu xuất hiện trên xe Vios từ cuối năm 2016, rất là ưu việt luôn, và động cơ đấy áp dụng đến tận bây giờ, đúng không? Đấy, công nghệ máy thì áp dụng đến tận bây giờ, và đặc biệt là các chi tiết anh chị thấy không ạ, từ những cái con, những cái con ốc nhựa này. Nguyên zin luôn anh chị ạ. Chưa có một vết cậy nào. Đấy, anh chị thấy không ạ? Chiếc xe Vios rất là đẹp luôn. Đây, ốc cabo đây anh chị ạ. Đấy. Anh chị thấy là chiếc Vios này có hàng hiếm không? (Cười)
em không hề nói quá gì đâu, bởi vì Vios mà kiếm được một chiếc xe sản xuất năm 2017 chạy con 5.9 thì nó là thuộc vào hàng hiếm thực sự đấy anh chị ạ. Đấy, rất đẹp anh chị nhá. Hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe Vios này với giá là 376 triệu đồng anh chị nhá. Bên em thì có hỗ trợ rút hồ sơ, có hỗ trợ sang tên nếu mà anh chị nào có nhu cầu, có hỗ trợ giao xe tận nơi nếu mà anh chị có nhu cầu. Đấy, tất cả những cái xe mà em về em quay em gửi tới quý anh chị và các bạn thì đều là xe cam kết không đâm đụng, không ngập nước. Bên em chỉ làm xe đẹp thôi để gửi tới quý anh chị và các bạn. Bởi vì là đối với người dân Việt Nam chúng ta, mua một chiếc xe đó là một cái tài sản. Bây giờ thì nó cũng đỡ phần nào rồi, tuy nhiên thì nó là một cái tài sản. Người đi mua xe cũ là người gửi chọn niềm tin vào các đơn vị bán xe, các cửa hàng bán xe. Thế nên là bên em là cố gắng không để anh chị và các bạn phải thất vọng, chỉ làm hàng đẹp để gửi tới quý anh chị và các bạn thôi anh chị nhé. Đấy, nếu mà tin tưởng em thì hãy xuống để ủng hộ bên em, mua xe ủng hộ bên em. Và anh chị nào mà lần đầu tiên xem kênh thì nhớ follow ủng hộ em để em lấy động lực em tiếp tục tìm kiếm những cái sản phẩm tốt nhất để gửi tới quý anh chị và các bạn. Em xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý anh vị và các bạn trong các video tiếp theo.